Xin chào các bạn, đây là sản phẩm táp trang trí. Sản phẩm được làm từ gỗ melamine kết hợp với chân gỗ cao su tiện. Sản phẩm có kích thước chi tiết như sau: chiều rộng của sản phẩm là 45 cm, chiều sâu là 35, chiều cao của sản phẩm là 43 cm. Sản phẩm được làm từ gỗ melamine có độ dày là 1,7 cm, kết hợp với ray kéo 3 lớp như này. Sản phẩm thì được tháo rời nhé, cái hộp phần trên là giữ nguyên, còn chân thì tháo rời, cũng tiện cho việc vận chuyển. Đây là bộ ba sản phẩm táp. Sản phẩm được làm từ gỗ melamine kết hợp với chân gỗ cao su. Dây kéo 3 lớp. Loại táp đơn này. Táp một ngăn kéo và có cái hộp ở trên này. Rồi là táp hai ngăn kéo. Kích thước của sản phẩm là rộng là 45, chiều sâu là 35 và chiều cao của cái táp thấp này là 43 cm, của cái cao này, hai cái cao giống nhau là cao 58 cm. Chiều rộng là 45 nhé, chiều sâu là 35, chiều cao cái thấp là 43, chiều cao của cái cao là 58. Sản phẩm được đóng gói, cái phần hộp nó nguyên chiếc, chân thì tháo rời. Ở đâu thế?